Thưa quý vị và các bạn, xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình là một miền quê bán sơn địa với miên man màu xanh của đồng lúa và vườn tược xóm làng. Tuy không được thiên nhiên ưu đãi lợi thế như nhiều địa phương khác, nhưng vùng quê nằm về phía tây nam trung tâm hành chính huyện này lại từng ngày vươn mình đi lên từ sự chịu thương, chịu khó, cần cù lao động trên chính mảnh đất của mình, tạo nên một sinh khí mới, một nét chấm phá dịu dàng trên bản đồ chung của làng quê xứ Quảng. Chương trình Sắc màu cuộc sống số này, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn về thăm quê hương Bình Chánh để cảm nhận về màu xanh ngời lên từ trong lao động miệt mài của người dân nơi đây. Nhìn từ trên cao, Bình Chánh trải một màu xanh miên man của ruộng đồng và xóm mạc. Vùng đất bán sơn địa nằm về phía tây nam của huyện Thăng Bình có diện tích tự nhiên 1.489 ha và dân số 4.617 nhân khẩu, là đất anh hùng trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc, đóng góp nhiều công sức và hy sinh xương máu cho cách mạng. Năm 2005, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Chánh được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Những năm qua, mặc dù không được thiên nhiên ưu đãi thế mạnh, với đặc điểm xã thuần nông, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển chưa mạnh, biến đổi khí hậu, giá cả hàng hóa, vật tư tăng cao, dịch bệnh trên cây trồng, con vật nuôi thường xuyên xảy ra. Song cán bộ và nhân dân toàn xã đã đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, chung tay thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Trong nhiều năm qua thì Đảng bộ xã Bình Chánh đã chỉ đạo cho chính quyền, mặt trận đoàn thể và toàn nhân dân là xây dựng xã luôn luôn phát triển. Và năm 2005 là được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và năm 2015 thì được nhà nước là công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Và năm 2016 đến năm 2020 là xã Bình Chánh quyết tâm xây dựng nâng cao có cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới, và giai đoạn 2020-25 là Bình Chánh quyết tâm là sẽ xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã Bình Chánh lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 thành công. Chúng tôi đang làm một cuộc dạo chơi trong khu vườn rộng chừng 2.000 m2 của gia đình ông Lê Mật ở thôn Tú Mỹ Trà, xã Bình Chánh. Nói là dạo chơi, bởi không gian vườn quê nơi đây luôn mở ra sự thân thiện và gần gũi với bất cứ ai khi đặt chân trên những lối đi được chủ nhân kỳ công kiến tạo cho khu vườn. Những ổi cam, bưởi da xanh trên cành lúc lắc quả, phơi mình trong nắng mai, càng khiến ta nghĩ ngợi về bàn tay nhọc nhằn mà đầy sáng tạo, không chịu khuất phục trước đói nghèo của người nông dân vùng quê bán sơn địa Bình Chánh. Nguyên mảnh đất này trước đây là những chân ruộng lúa nước không mấy màu mỡ. Mỗi năm hai vụ lúa chẳng thấm vào đâu với nhu cầu cuộc sống. Vợ chồng ông Mật đã quyết định bồi đất, khai phá, cải tạo lại toàn bộ diện tích để làm vườn. Bây giờ trong khu vườn này, cái hiện hữu trước mắt người ghé thăm là màu xanh cây trái đang vào vụ mùa thu hoạch lứa quả đầu tiên. Cùng với đó là khu chăn nuôi gà, heo và bò được kiến tạo riêng biệt, đảm bảo khoa học và vệ sinh môi trường. Mỗi năm thu hoạch từ trái cây, con vật nuôi trong khu vườn của mình, gia đình ông Mật cũng lãi vài trăm triệu. Đây là một thành quả không hề khiêm tốn so với mức thu nhập một vùng quê. Làm vườn từ năm 2017. Là mình làm vườn, trong khi làm vườn mình cần thêm những chăn nuôi như gà, bò, heo, cái gì cũng cả ít hết mà nhiều. So với ở đây thì chăn nuôi cũng nhiều, gà thì nhiều, 200 con, bò cũng độ 3 con, đôi khi 2 con. Mà nuôi mình mua bò là bò lớn cỡ 15, 18, 20 triệu, mình nuôi cỡ 5 tháng mình bán lẻ, trong khi lẻ một con được 15 triệu. Rồi heo là mình nuôi cứ một đàn này theo đàn khác để kế theo. Thì làm năm thì một cái là ví dụ như góp gió thành bổ, cái gì mình cũng lồn một cái ít mình thu nhập là nó dồn lại nó thấy cũng được.
Ở vùng quê Bình Chánh, không chỉ có gia đình ông Mật và bà Hồng biết khai thác triệt để đất đai để phát triển kinh tế hộ gia đình, mà nhiều năm nay, người nông dân vùng quê này đã mang khát vọng đổi đời từ đất để biến những khu vườn trải dài theo xóm mạc thành những không gian xanh với nhiều loại cây ăn quả lần đầu được thử nghiệm trên đất Bình Chánh. Nhiều gia đình trước đây chỉ trồng lúa, thu nhập từ lúa nước tuy có đạt kết quả tốt, nhưng cũng chỉ là chuyện muôn thuở của người nông dân, lấy công làm lời, đủ cung cấp nhu cầu lương thực cho cuộc sống hàng ngày, chứ chẳng thể dư giả để dành. Bây giờ nhờ thay đổi cách nghĩ, cách làm, hàng chục khu vườn kết hợp kiểu trang trại, vườn ao chuồng đã thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Đó chính là kết quả của ước mơ và khát vọng xanh trên quê hương Bình Chánh. Nhân dân xã Bình Chánh từ chỗ khó khăn, 42% dân hộ nghèo, nghèo đó. Nhưng mà đến bây giờ thì còn coi như là không phải 2%. Thì đó là một cái vấn đề tốt. Cái đời sống kinh tế của dân á, là từ cái chỗ là coi như là thu nhập coi như là có mấy chục lúa trên người Nam thôi. Hiện nay là coi như là một là tổng thu nhập về vấn đề lương thực là 1.800 kg trên người trên Nam. Và tổng cái giá trị thu nhập là 41 triệu. Một người. Tôi là một là cán bộ nghỉ hưu và là một đảng viên trong đảng bộ, thì nói chung là tôi thấy rất quan ngại, cái tinh thần phục vụ của đảng bộ cho ban chấp hành, vì dân vì đó, sẵn sàng cống hiến hy sinh là coi như là phấn đấu đưa cái cho Bình Chánh còn ngày còn phát triển đây lại tốt đẹp. Theo báo cáo tại Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020, tổng giá trị ngành kinh tế năm 2020 ước đạt 210 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 9,92%, tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ tương ứng 55,71%, 28,1%, 16,19%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 41 triệu đồng mỗi người một năm, tăng 17,8 triệu đồng so với cuối năm 2015. Có được kết quả này là cả một quá trình cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển ngay trong điều kiện đất đai, thổ nhưỡng chỉ phù hợp cho trồng trọt và chăn nuôi. Việc đẩy mạnh phát triển các mô hình vườn ao chuồng, trang trại chăn nuôi, trồng trọt đã không ngừng nâng cao kinh tế hộ gia đình. Hợp tác xã nông nghiệp cơ giới hóa và tổ hợp tác giống được thành lập và duy trì hoạt động từ năm 2013 đến nay, thực hiện liên kết sản xuất với một số nhóm hộ trong sản xuất lúa giống Khang Dân đột biến tại cánh đồng Muồng 54,25 ha và một số cánh đồng tập trung trên địa bàn xã. Tổ chức liên kết với công ty giống Thái Bình sản xuất lúa giống đến nay được gần 64 ha, năng suất bình quân đạt 370 kg lúa tươi một sào, tăng 1,2 lần so với sản xuất lúa thông thường. Xóa bỏ những cái diện tích nhỏ mà hình thành những thửa đất diện tích lớn. Trong quá trình mà đã có diện tích lớn thì đưa cơ giới hóa vào trồng trọt, thì đó là đem lại cái lợi nhuận cho người dân. Cái thứ hai nữa, trong quá trình mà tích tụ trong vùng đất thì cũng được nhà nước đầu tư và hỗ trợ là kênh bê tông, đường bê tông, điều kiện thuận lợi là trong sản xuất. Và đến hiện nay thì trong quá trình sản xuất trước đây là còn manh mún, người dân trong sản xuất là còn thủ công, khi là con trâu đi trước cái cày đi sau, mà hiện nay thì đa số người dân nói chung là sản xuất bằng cơ giới hóa, trong đó tập trung là có khâu, ví dụ như cái khâu sọ, và thứ hai là cái khâu thu hoạch, và cái thứ ba là cái khâu vận chuyển tới Bình Chánh. Thì bây giờ nói chung là đường thoát giao thông nói chung cũng đủ thuận tiện để mà người dân cái phục vụ trong sản xuất. Năm nắm thì phải cực thôi, nhưng mà đường xóa nói làm không được như vậy, cho nên đi cũng cực lắm, đến mùa mưa rồi cũng nó đi luôn lại chở những phân cực lắm. Anh đi thì cho nó trông sướng mà coi như gạt, rồi có người gạt cà đồ trong đường xóa đồ dễ đi, còn gạt có má mà đồ, cho hồi trước mình tự gạt tự trút ô khổ lắm, mà chạy luôn thì nó trông sướng hơn nhiều. Con nó hồi trước luôn mà mười mấy 20 con xô mà lồm nám một vụ hai vụ, vụ thứ hai nó không có ro chết, gieo rồi không được cái chi hết trơn, nó gieo nơi cày rồi lồm gạt mười mấy ăn lúa chứ trừ nó có tệ nhất cũng 40-50 con.
Song song với tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế, trong những năm qua, xã Bình Chánh đã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đã tổ chức 4 tộc họ ra mắt tộc văn hóa và tộc không có người sinh con thứ 3 trở lên. Nâng số tộc họ đã ra mắt đến nay là 22 trên 22 tộc. Tỷ lệ thôn văn hóa, gia đình văn hóa tăng qua các năm. Cơ quan văn hóa được chú trọng thực hiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Tộc chúng tôi cũng là một trong những tộc của xã Bình Chánh sớm nhất là xây dựng tộc văn hóa. Tộc văn hóa thì các tiêu chí đó thì lúc ban đầu rất khó vận động cho bà con. Nhưng sau khi mà hội đồng gia tộc rồi ban vận động của tộc phát động là rất nhiều lần và nhờ sự giúp đỡ của mặt trận rồi các đảng bộ, các đoàn thể thì tộc trận chúng tôi cũng đã hòa nhập sớm và phát động các phong trào rất là tốt tham gia xây dựng tộc văn hóa và nhiều năm đạt cái tộc văn hóa của trong xã nhà Bình Chánh. Quê hương Bình Chánh với những dấu xưa anh hùng trong chiến tranh cách mạng như đội Cao Lao, Rừng Đình hay đội Chiêu Liêu, cùng với sự chịu thương, chịu khó và không ngừng phát huy sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp, sự gắn kết giữa chính quyền và nhân dân cho những mục tiêu lớn của xã, sẽ có cơ hội vươn mình đi lên trong màu xanh miên viễn của niềm tin và sự no ấm, sánh vai cùng với các địa phương khác của Thăng Bình.